Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người top 3 cái bộ dàn có thể vừa nghe nhạc vừa karaoke được mà trong tầm giá chỉ từ khoảng 20 triệu đổ lại. Vậy thì những bộ dàn này là gì thì mình với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Trước khi bắt đầu clip thì mình sẽ nói rõ về cái quan điểm lắp đặt cái setup cái bộ dàn của mình. Thứ nhất, bộ dàn nó sẽ phải cấu thành từ những cái loa có thể karaoke được, là những loa karaoke sinh ra để karaoke. Mình sẽ không chọn những dòng mà chuyên nghe nhạc nha. Thứ hai nữa là mình sẽ ghép bộ dàn, nó sẽ sử dụng cái vang cơ, bởi vì là vang cơ mới là dòng, dù nó rẻ tiền hơn, chất lượng nó không bằng vang số, tuy nhiên nó mới là dòng phù hợp để nghe nhạc. Bởi vì khi mình chỉnh á, khi mình nghe nhạc, mình muốn tăng bass chép gì mình phải chủ động chỉnh được, chứ còn vang số thì sẽ không chỉnh được. Ok, không để mọi người chờ đâu nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì sẽ là một bộ dàn, chắc nó cũng đã lên sóng thời gian gần đây khá là nhiều rồi. Đó là dòng JBL RM210, một dòng loa Acti đến từ nhà JBL, khá nổi tiếng ha. Và ghép với nó sẽ là một combo vang cơ và micro đến từ thương hiệu CAVS, một dòng thương hiệu đến từ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc. Ok, mình sẽ cho mọi người coi. Đây, đây dòng RM210. Cái dòng này không phải là dòng mới nha mọi người, dòng này nó cũng ra mắt ở đâu cách đây khoảng 2-3 năm rồi. Tuy nhiên trước khi mà mới ra mắt á, giá nó sẽ hơi một cao một tí. Nhưng mà lần này thì hãng đang có chương trình nó giảm giá, đao giá xuống khá là sâu. Và mình thấy với mức giá mà tầm 10 triệu đến 11 triệu cho một cặp loa Acti có công suất sẵn, thì giá đó nó quá phù hợp để mọi người có thể đầu tư bộ dàn này. Đó, thì đương nhiên đi kèm với nó đây là một cái vang cơ CAVS K3000 ha. Một bộ micro cũng của đến từ thương hiệu CAVS luôn. Dòng T4i nha. Dòng này thì nó sẽ cho ra chất âm khá là dày tiếng, đó, cho mọi người dễ hát. Và còn đây vòng vang cơ thiết kế khá là ok ha. Nó nhìn có vẻ trông nó hơi nhái xíu, giống với con K80 chút xíu, nhưng mà ok. Thiết kế được cái nó liền lạc, các núm vặn này kia khá là liền lạc nha mọi người. Vặn cũng khá là ok. Tại vì một dòng vang cơ mà giá chỉ đâu dao động của khoảng 2 đến 3 triệu thì mình cũng không thể nào đòi hỏi nhiều nó được. Đây là những cái nút vặn, nó trong cái con vang cơ này nó sẽ cho sẵn mình một cái vít để vặn nha. Vì lý do mà những dòng này nó thích làm cái vít vặn này để tránh mọi người vặn nhầm á mọi người, tránh con nít này kia vặn nhầm á, nên cái này để cho đỡ bị bọc phá hơn. Và đương nhiên người ta sẽ cho theo cái vít để mình vặn cho dễ, và mọi người có thể tăng chỉnh bắt chép này kia chủ động theo cái từng, bởi vì là bộ dàn như mình đã nói từ đầu video là bộ dàn này là nghe nhạc được, thì nghe nhạc được bắt buộc phải xài vang cơ để mọi người có thể tăng chỉnh bắt chép tùy theo bài. Bởi vì thật ra cái nguồn nhạc mọi người lấy từ YouTube, lấy từ trên mạng Spotify này kia, thì nó chắc chắn nó sẽ không thể nào mà gọi là bài nào cũng giống bài nào được, bởi vì đó là một cái nguồn mở mà nó không chính xác nhau. Thì những cái bài nó mọi người thấy bắt nó nhiều quá thì mọi người có thể giảm lại, hoặc là chép nó cao quá mọi người có thể giảm lại, tùy theo cái nhu cầu mọi người ha. Rồi, bộ dàn thứ hai mình sẽ giới thiệu cho mọi người cũng đến từ thương hiệu JBL luôn, đó là sẽ là dòng JBL MK8. Tại sao mình lại dọn dòng MK? Bởi vì theo cá nhân mình và cái lỗ tai mình nghe được á, thì JBL cái dòng loa nằm như thế này thì chỉ có dòng MK là nó nghe nhạc tốt nhất trên thị trường thôi. Các dòng khác như là Passion hoặc là KI này bên mình sẽ không ghép để nghe nhạc, bởi vì nó lại thiên hẳn về karaoke rồi. Cái nghe nhạc nó tiếng nó đánh nó hơi bị dày quá so với cái phần mà nghe nhạc. Cái chép nó bị lùi lại. Nghe nhạc thì mọi người nghe chép nó, bass nó phải trung hòa với nhau và nó sẽ phải quyện với nhau, nó sẽ tốt hơn là việc là mình nổi trội cái giải bass quá. Đó, thì mình đang có ở đây là cái dòng MK12, MK8 mình sẽ ghép là dòng MK8 nha. MK8 thì giá thành nó đâu chỉ khoảng 10 triệu, 8 đến 10 triệu một cặp thôi. Thì với cặp loa đó mình sẽ ghép với một con main của CAVS, dòng DG2006. Đó, dòng đó cũng chỉ khoảng 5 đến 7 triệu một cái. Giá rất là rẻ cho mọi người, và combo nó sẽ đi kèm cũng là vang cơ, là đồng bộ CAVS luôn á, là vang này, rồi đáy này, rồi micro luôn. Đó, nó sẽ thành một bộ dàn phối ghép. Với cái dàn này thì mọi người có thể thêm sub hoặc tùy, nhưng mà với mình với một không gian tầm khoảng là 15 mét vuông hoặc là những căn hộ chung cư thì lắp một bộ này để nghe nhạc và karaoke là quá tuyệt vời. Và cuối cùng sẽ là một dàn khá đặc biệt một tí, mình sẽ ghép vang cơ CAVS và micro CAVS với một dòng loa di động. Một dòng loa di động, dòng LD System Maui 5. Dòng này thì chắc là mọi người đã biết quá rõ nó rồi. Dòng này hát karaoke đã rất là tốt rồi, tuy nhiên bởi vì nó nghe nhạc cái phần mid low của nó hơi bị dày quá,
nó làm mid low hơi bị dày quá để mọi người karaoke nó dễ, nên khi nghe nhạc mọi người sẽ cảm thấy cái giải mid low nó bị lấn đi cái giải chép, nên cần một con vang cơ để hãm cái giải mid low nó lại, và CVS con K3000 nó sẽ làm việc đó cho mọi người. Con này chỉ cần hãm giải mid low lại một chút xíu, đẩy giải chép lên là nghe nhạc cực kỳ hay. Bởi vì dòng này là một dòng loa column, nó có sub, nó có full rồi, và củ loa của nó cũng tương đối lớn, khá là tốt để mọi người có thể vừa nghe nhạc được, vừa karaoke. Ngoài ra lý do mình chọn nó nữa, thứ nữa là dòng này nó giá thành nó tương đối thấp, ghép một bộ vô cũng chỉ khoảng 20 triệu thôi. À, rồi chưa kể là nó còn nhỏ gọn. À, nhỏ gọn mình có thể để trong căn hộ nè, ở trong phòng khách, và thế mình có thể tùy biến được nó. Mình có thể tùy biến được nó, chẳng hạn như là mọi người có thể để nó cao như thế này, hoặc mọi người có thể cắm cao thêm một cây nữa, nó cao lên khoảng 2 mét, tương đương với con như thế này. Hoặc là mọi người cũng có thể gỡ nó ra. À, chẳng hạn đi, mình gỡ nó ra đi. À, mọi người gỡ nó ra, mọi người cắm sát như thế này, tương tự như con Bowr 8 á mọi người. À, mọi người cắm sát như này, mọi người sẽ để nó lên bàn thì nó sẽ rất là gọn, đẹp và âm thanh cho ra rất là ok nha. Đó. Phía sau thì chắc là về chi tiết thì chắc mình không có nói lại nữa, bởi vì rất là nhiều video mình quay về cái mặt đằng sau này nó rồi. Tuy nhiên đây là cái hình dáng mà mình mong muốn mọi người nó để nó trong phòng khách. À, mình có thể để nó lên cái kệ, bởi vì thật ra cái hậu của nó khá là ngắn, mọi người thấy không? Kiếm một con loa column mà cái hậu của nó thì tầm khoảng 30 hơn á, rất là khó kiếm nha mọi người. Thật ra cũng khá nhiều khách hàng mình hỏi là kiếm cái loa sub nào á, cái hậu nó ngắn như thế này không á, để mọi người có thể đặt lên bàn, hoặc là mọi người đặt là ở trong cái căn hộ, hoặc là đặt lên những cái tủ mà kệ bay á, nó có chiều sâu giới hạn, nó chỉ tầm khoảng 30 hơn đến 35 thôi. Thì những cái con như thế này, hoặc là như thế này, hoặc là rất là nhiều dòng column đó mình đã tìm kiếm rồi, cái hậu nó rất là sâu, chỉ có con mình thấy con này thôi là nó ngắn cỡ này thôi, hoặc là nếu mà có sub thì chỉ có con sub kép thôi. Con sub kép T2 mình bữa mình làm clip á là nó mỏng được khoảng 20 mấy, là để mình đưa vô căn hộ nó hợp lý thôi. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cho mọi người top 3 bộ dàn karaoke vừa nghe nhạc vừa karaoke được phù hợp cho căn hộ hoặc những phòng ngủ hoặc là phòng khách mà với diện tích tầm khoảng 15-20m2. Những sản phẩm này thì đều có sẵn tại Thiên Vũ để mọi người có thể nghe thử tại showroom 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Mọi người có thể đến và trải nghiệm thực tế nhé. Nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn làm clip theo. Mình là Khánh, hẹn mọi người. Bye bye.